Đội chủ nhà Australia sẽ chạm trán đội tuyển nữ Đan Mạch ở vòng 1/8 World Cup nữ 2023. Đây có thể xem là cặp đấu cân bằng ở thời điểm hiện tại. Australia được đánh giá cao nhưng những gì họ thể hiện ở giải đấu năm nay có phần thiếu ổn định. Các cô gái đến từ xứ chuột túi thắng nhọc nhằn Ireland ở ngày ra quân, thua sốc Nigeria rồi lại thắng đậm Canada. Đội tuyển nữ Australia nhìn chung chưa mang đến nhiều nét tích cực trong lối chơi. Với nhiều cá nhân có trình độ, việc đội bóng này kiểm soát thế trận, dồn ép đối thủ hay chiến thắng trong các tình huống tranh chấp tay đôi không khiến ai bất ngờ. Tuy nhiên, khoảng trống trên hàng công mang tên Sam Kerr quá khó để có thể khỏa lấp. Tiền đạo của Chelsea vẫn ngồi dự bị suốt 3 trận đấu của vòng bảng. Mất đi cầu thủ này, huấn luyện viên Tony Gustafsson thiếu đi một chân sút biết giải quyết tình huống trong một vài thời điểm cụ thể. Cho đến nay, khả năng ra sân của Sam Kerr vẫn còn bỏ ngỏ. Báo chí Australia chia làm hai luồng thông tin, một nửa cho rằng cô sẽ được sử dụng từ vòng tứ kết, phần còn lại khẳng định ông Gustafsson phải dùng ngay học trò của mình. Tất nhiên, nhà cầm quân này cần phải có nhiều phương án khác nhau. Cunit Cross phần nào mang đến cảm hứng cho người hâm mộ chủ nhà. Tiền vệ trẻ này có màn trình diễn ấn tượng trước Canada và cô được xem là cỗ máy ghi bàn từ tuyến tiền vệ. Trong khi đó, Ford hay Vai cần cố gắng nhiều hơn để Sam Kerr có thể vào sân chơi bóng với trạng thái thoải mái nhất. Bên kia chiến tuyến, đội tuyển nữ Đan Mạch vẫn có trong tay những gì tinh túy nhất của mình. Đại diện châu Âu biết cách bảo vệ lực lượng và vẫn có được điều mình cần là tấm vé đi tiếp. Harder, Sorensen hay Kuhateller là những niềm hy vọng trên hàng công của huấn luyện viên Lars Sondergaard. Dù vậy, trước khi nghĩ về bàn thắng, đội tuyển nữ Đan Mạch cần tập trung phòng ngự. Họ sẽ đặt niềm tin vào thủ thành Christensen và bo tứ vệ Sevec, Pedersen, Boy, Faye. Nếu không để thủng lưới sớm, sẽ có cơ hội để Đan Mạch gieo sầu cho đội chủ nhà vốn thi đấu thiếu chắc chắn. Thể thao 5.1 dự đoán đội chủ nhà Úc sẽ đi tiếp với chiến thắng 1-0. Chúc các anh em may mắn!